Chào các bạn, để vẽ cung tròn trong AutoCAD thì có những cách sau đây, như là vẽ cung tròn đi qua 3 điểm, vẽ cung tròn qua 2 điểm có tâm, vẽ cung tròn có độ dài cung, vẽ cung tròn có góc và vẽ cung tròn có bán kính. Đây là cách vẽ cung tròn có vẽ cung tròn đi qua 3 điểm. Để ta nhập cạnh A, sau đó ta lần lượt kích vào 3 điểm. Ta muốn cung tròn đi qua thì ta sẽ được một cung tròn vào 3 điểm. Để tôi cho đi qua 3 điểm của tam giác. Rồi, cách thứ hai đó là vẽ cung tròn đi qua 2 điểm có tâm. Đây, tôi sẽ cho cung tròn đi qua 2 điểm này. Thì ta lưu ý điểm là lệnh A. Ta lưu ý là cái điểm đầu tiên ta kích sẽ là tâm của đường tròn A, sau đó C, điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, đây, ta muốn nó quay bao nhiêu độ, quay thế nào thì tùy ý. Những cái điểm đầu tiên ta kích chính là tâm của đường tròn. Cách nữa đó là vẽ cung tròn có độ dài cung A, C, kích và 2 điểm, sau đó L, độ dài cung, đây tôi cho 200. Rồi, ta thử đi. Thước của độ dài cung tròn này là 200. Cách nữa đó là vẽ cung tròn dựa vào góc A, C, điểm đầu tiên, điểm thứ hai, và tiếp tục nhập A. Ở đây cái góc tôi cho là 45 độ. 45. Rồi, ta sử dụng góc bằng lệnh DAN xem. 45 độ. Ok. Tiếp tục là vẽ cung tròn dựa vào bán kính. Ta nhập A, nhưng mà ta không nhập C nữa mà ta kích vào một điểm đầu tiên, sau đó nhập E, điểm thứ hai, và nhập R, và bây giờ ta nhập bán kính để tôi cho là 300. Ok, bây giờ ta thử tìm xem. Đây, đây là một cung tròn bán kính là 300 đi qua 2 điểm. Trên đây là các cách vẽ cung tròn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.